Rồi, hôm nay em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay hai chồng em lại tiếp tục đi thăm bầy rắn mọi người. Cái khu này hôm bữa bị chết con hổ hành nha mọi người. Chết hổ hành nhất hiện ngon ở đằng kia. Ở đằng cái khu ở đằng đó đó. Người ta đốt rồi mọi người, đốt cái đám cỏ xong rồi. Cái bẫy nó không cháy nhưng mà nóng quá nó chết luôn. Mới đi lấy chuột ngày hôm qua nha mọi người. Nay đi đặt. Đây. Mười mấy hai chục con chuột nha mọi người, với sắn, túi lưới, lúa, với dưa leo. Đây cái bãi xi cua nha mọi người. Đi với mình thì cũng bà xã mình nha mọi người. Chào mọi người. Thì hôm nay em đi thăm cái luồng này, với cái luồng dưới kia cũng tổng cộng là 20 cái nha mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người theo chân hai chồng em đi thăm bầy rắn hôm nay nha. Nếu có thành quả gì thì em sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Tới cái đầu tiên nha mọi người, ở trong cái đống rác này. Ủa, mình thấy có phân mọi người. Đây này là phân này nha mọi người, mà không biết con gì đi. Ồ, hành mọi người. Ôi, con hành. Rồi, để mình đặt lại cái bẫy xi cua đó nha mọi người. Quá đã mọi người. Như một cặp thôi vậy. Cái bẫy này chiến rồi dính con hổ dện mini nè mọi người. Để mình đặt cái bẫy xi cua lại là mình kiếm gió anh bắt nha mọi người. Này một cặp luôn mọi người. Rồi bắt ra đi em. Nãy giờ mình gặp ông anh Tấn chỗ mình lấy chuột đó mọi người. Thì mình đi mà có mấy cái mình không có quay mà không có dính. Giọng nó xuống. Ông thăm mấy cái cũng không có dính nữa. Thì giờ bây giờ ông đi chỗ thăm điểm khác rồi. Mình còn mấy cái ở đây mình đi thăm vào đây nha mọi người. Dính được một cặp nè. Bây giờ nó trầy á. Đó nó chui ra đó. Ôi, con này không biết được nhất không này nữa. Này chắc nhì quá, cặp này chắc nhì quá mọi người. Gõ cho nó bò ra kéo kéo nó trầy xong. Rồi đã mọi người. Bạn tốt lắm. Bỏ vô đi tiếp nha mọi người. Ký ạ. À, hai con đó có ký ạ. Hả? Cặp bờ kinh này mình có một cái nữa nha mọi người. Mới dính được hai con hổ hành. Một cặp luôn. Rồi xong rồi. Để vợ mình ngồi ở trong kia. Mình ra đây thăm còn mấy cái nữa nha mọi người. Ồ, dính nữa mọi người. Ồ, con này nhì nữa mọi người. Nhì nhất gì luôn mọi người. Cũng trọng lắm mọi người. Rồi để mình ốp máy cho mình đặt lại cái bẫy xi cua nha mọi người. Trong kia cái chuồng bò người ta có người chó nó vô quá trời luôn. Đây nha mọi người. Bây giờ để mình bắt nó ra xong rồi mình lấy cái lọp này mình làm cái lọp xi cua luôn nha mọi người. Hơi chán nắng mọi người thông cảm nha. Ở đây tại vì ở đây không có chỗ nào mát hết mọi người. Có bóng dừa nhưng mà mình cũng vẫn phải núp chứ để người ta thấy. Đây là hai con hồi nãy nè mọi người. Con này bự hơn hai con nãy nữa. Rồi để mình bắt nó ra nha mọi người. Bà xã mình ở trong kia đợi là tại đi qua lao vào đây phóng qua mấy cái mương á mọi người. Phóng qua mấy cái mương, sợ vợ mình không có phóng được qua mấy cái mương. Cho nên mình kêu bà xã mình ở ngoài ngoài đợi.
ra đây. Con hành nó đã cái gì đâu quá mọi người ơi. Lòn ở dưới nữa nè, tôi la hét cây không chịu ra nữa, có một tay mọi người. Để em ốp máy em bắt nó ra nha mọi người. Bắt ra rồi nha mọi người. Hai tay mới bắt được nó. Không chịu chui ra. Con này con cái nha mọi người. Đau. Thôi để mình bỏ nó vô rồi đi tiếp nha mọi người. Còn cái nữa. Ở đây còn cái nữa là hết cái khu ở cái cặp mé kinh ở ngoài đây nha mọi người. Còn ở trong kia còn 4 cái nữa. Rồi đâu mất tiêu rồi. Tiêu cái bẫy này mọi người. Rồi. Bữa mình đặt đây nè mọi người. Đây đây. Nên làm lúc trong đây mọi người. Sorry sorry. Ồ nặng nặng nữa mọi người ơi. Ồ dính nữa mọi người ơi. Dính nữa dính nữa. Hành nữa nha mọi người. Con này nhì. Rồi để mình đặt lại cái bẫy siku rồi đi vô nha mọi người. Rồi mình vô tới bà xã mình lên nha mọi người. Bây giờ để bắt con này ra. Mình đi vô thăm 4 cái kia nha mọi người. Ngon này. Hả? Rồi. Bỏ ngoài góc vườn rồi chỗ đặt bẫy luôn rồi. Chỗ bắt ngồi bắt rắn xong rồi ghim rồi đó luôn rồi. Con này mới ấu chuột luôn mọi người. Con này nhì. Rồi không 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 có ghim thì bắt theo kiểu không ghim. Bóp hôm đi bóp hôm bắt ra. Mọi người con này nhì 400 gram. Rồi vô nhất nhì gì có là ok. Rồi để mình bỏ chuột vô rồi đi 4 cái kia nha mọi người. Còn 4 cái cười kia nữa hết à. Hết cái điểm này. Còn cái điểm kia còn 6 cái nữa. Rồi bây giờ mình tới điểm mới rồi nha mọi người. Thì điểm này mình chỉ còn có 6 cái ở điểm này nha mọi người. Thì lúa chín thì ta cắt. Ở ngoài kia đang cắt nha mọi người. Cắt mà cắt cắt bằng máy tay nha mọi người. Cái máy liên hợp thì nó không có vô nữa. Ở trong cái bụi chuối này mình có con cá nha mọi người. Chuyến rồi dính con hổ hành nhỏ. Chuyến này không biết dính bự nhỏ. Trời ơi lú cái bẫy la luôn kiểu này. Sao dính rồi. Hiểu rồi ha. Thì người ta môi lên mọi người. Trời ơi. Chuột chết nha mọi người. Này chắc mình dời quá mọi người. Bỏ vô đỏ đi, hồi bỏ chuột chịu sao. Ở cặp bà kinh này mình có cái nữa nha mọi người. Hôm bữa có lá chuối không, bữa nay sao có lá dừa nữa kìa. Ai dục dưới đây nha mọi người. Còn cái bẫy mình không. Ồ còn mọi người. Cứng nhắc cái tên. Để mình tìm đường mới được. Nhắc quá trời luôn. Trời ơi chuột còn luôn mọi người.
Thấy thèm thiệt chứ. Ở đây có một cái nữa nha mọi người. Đây một cái với trong kia một cái nữa, hết 7 này nha mọi người. Điểm này ra nãy giờ 6 cái mà không dính con nào. Trời ơi. Queo chuột nữa rồi, mọi người. Cái gốc cây huyền thoại này nữa hết 7 nha mọi người. Không biết có dính không nữa. Không dính mọi người. Rồi thôi để mình kết thúc clip luôn nha mọi người. Rút hết 3 cái về mọi người. Rút 3 cái về đặt chỗ khác. Chuột cũng còn được có chục con mọi người. Thì bữa nay chỉ được có 4 con hành nè mọi người. 4 con này chắc cũng được 2 kg á. 2 kg hơn 2 kg nha mọi người. Con hành nhất với 3 con hành nhì nha mọi người. Lỡ cỏ tầm 450 500 g thôi. Không được 550 cho nên không được duy nhất nha mọi người. Con này khoảng 600 650 nha mọi người. Được con nhất nè. Được con nhất với 3 con nhì. Bữa nay thì là 20 cái nha mọi người. Về cũng im rồi. Ngày nay cũng đủ sống ngày nay nha mọi người. Rồi thôi chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye mọi người.